Mến chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn viết chữ nho trong đông y. Hôm nay mình tiếp tục làm với bài viết về bài thuốc trị chứng thượng khí trong phần khí. Tên bài thuốc là trầm hương giáng khí thang. Khí bắc thăng giáng thượng khí suyễn xúc tiện hương phụ tử tứ lượng cam thảo chích nhất lượng nhị khăn chữ tiền chứ không phải chữ phân, xin lỗi các bạn. Xúc
xa. Ngủ. Tiền. Tầm. Hương. Tứ. Tiền. Hữu. Vi. Tế. Mỗi. Phục. Nhị. Tiền. Dĩ. Diêm. Thang. Điều. Hạ. Chánh. Truyền. Mình xin đọc lại một lần. Trầm hương dán khí thang là tên bài thuốc cổ phương trong đông y, trị khí bất, thăng dán, thượng khí, xuyển xúc, tiện hương. Phụ tử. Tứ lượng. Cam thảo. Chích. Nhất. Lượng. Nhị tiền. Xúc xa. Ngũ tiền. Xúc xa là xa nhanh. Năm tiền. Trầm. Hương. Tứ tiền. Trầm hương bốn tiền. Hữu vi tế mạc. Những vị bên phải thì tán thành bột mịn. Mỗi. Phục. Mỗi lần uống. Nhị tiền hai tiền. Dĩ diêm thang. Lấy nước muối nấu
loãng, điều hạ, uống xuống, chánh truyền. Xuất xứ từ bộ sách Chánh Truyền. Chào tạm biệt các bạn.